Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 379 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với diễn biến của câu chuyện của ngày hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ trên Đại La Thiên, Giang Nam cũng không đuổi theo Tịch Diệt Đạo Nhân cùng Vô Cực Thiên Tôn. Mặc dù Giang Nam ám toán Vô Cực Thiên Tôn cùng Tịch Diệt Đạo Nhân thành công, thế nhưng thực lực tu vi cũng không còn lại được bao nhiêu. Trong cơ thể của Giang Nam lúc đó có Tiên Thiên Tịch Diệt Linh Quang, Tiên Thiên Nhân Quả Linh Quang xâm chiếm, hạn chế hắn phát huy thực lực tu vi của mình. Giang Nam còn cần chấn áp một nửa pháp lực của Vô Cực Thiên Tôn bên trong Đại La Thiên, hắn không có rảnh tay. Dù Giang Nam đuổi theo Tịch Diệt Đạo Nhân hay Vô Cực Thiên Tôn cũng khó đánh gục được một người. Vì Giang Nam đối phó Vô Cực Thiên Tôn hoặc Tịch Diệt Đạo Nhân thì người còn lại cũng sẽ núp trong bóng tối tùy thời mà đánh lén. Đánh trọng thương hai người, buộc bọn họ bỏ đi đã là kết quả tốt nhất, Giang Nam than thở thầm nghĩ. Bản lĩnh của ta còn khiếm khuyết, không sánh bằng uy lực ngày xưa Đế và Tôn cùng Bất Không hợp sức lại. Ba người kia hợp tác có thể đánh nát đạo quả của Tịch Diệt Đạo Nhân, phân thây mà chấn áp xuống. Ta còn kém hơn một chút đã. Giang Nam bất mãn thực lực tu vi của mình. Giang Nam không nghĩ rằng khi Đế và Tôn cùng Bất Không chấn áp Tịch Diệt Đạo Nhân đã là cảnh giới đỉnh đạo quân, có nhiều tiên thiên linh bảo, pháp bảo trong tay nên mới hoàn thành hành động vĩ đại này. Luyện hóa linh quang dị chúng bên trong người là ta có được ảo diệu hình thức ban đầu tịch diệt kiếp cuối cùng của Tịch Diệt Đạo Nhân, cũng được ảo diệu đại đạo nhân quả của Vô Cực Thiên Tôn. Sau này mà gặp hai người kia, ta cũng sẽ tự tin hơn. Giang Nam ném nguyên thủy Đại La bảo kiếm ra, bảo kiếm rơi xuống kêu vù vù, biến thành Đại La Thiên lồng lộng. Giang Nam ngồi xếp bằng trong Đại La Thiên cùng Lô Bồng bảo vệ. Giang Nam thầm nghĩ, bên trong người của Tịch Diệt Đạo Nhân cùng Vô Cực Thiên Tôn bây giờ có nguyên thủy đại đạo của ta biến thành linh quang. Với tài trí và tu vi bọn họ luyện hóa nguyên thủy đại đạo của ta bên trong người không khó khăn gì cả. Thế nhưng bọn họ cũng sẽ có được nguyên thủy đại đạo của ta, nhưng chỉ là bản không đầy đủ, bé nhỏ đến không đáng kể. Bọn họ muốn lĩnh ngộ ra tất cả đạo diệu của nguyên thủy đại đạo có như lên trời vậy, tối đa chỉ được là hình bên ngoài, không có thần thái. Đại La Thiên thiên biến vạn hóa, bao dung chứa hết tất cả. Tịch Diệt Đạo Nhân hay Vô Cực Thiên Tôn nghiên cứu kỹ tiên thiên nguyên thủy linh quang bên trong người cũng chỉ được một góc nguyên thủy đại đạo. Giang Nam không hề lo lắng bị hai người hiểu rõ tất cả đạo diệu của mình. Lần chiến đấu này, Tịch Diệt Đạo Nhân còn đỡ, Vô Cực Thiên Tôn thì chịu thiệt lớn. Đầu tiên Giang Nam và Tịch Diệt Đạo Nhân tổn hại nặng, phân hồn phân thân, tiếp đó lại bị Giang Nam chấn áp một nửa pháp lực, biến thành ảnh chiếu trong Đại La Thiên, tổn thất nặng nề. Ảnh chiếu này do Tiên Thiên Nhân Quả Linh Quang biến thành, cực kỳ tinh thuần, chất chứa diệu lý tối cao, đại đạo nhân quả của Vô Cực Thiên Tôn. Ảnh chiếu Vô Cực Thiên Tôn bị Giang Nam giữ lại Đại La Thiên, có thể nói là cơ duyên trời ban. Giang Nam luyện hóa Tiên Thiên Nhân Quả Linh Quang, hiểu rõ ảo diệu trong đó là nắm giữ gần một nửa bản lĩnh của Vô Cực Thiên Tôn. Với thủ đoạn của Giang Nam, từ một nửa Tiên Thiên Nhân Quả Linh Quang tính ra một nửa khác cũng không khó khăn gì. Giang Nam thầm than thở, ta xem trọng nhất không phải nhân quả tiên thiên mà là hình thức ban đầu của Tịch Diệt Kiếp cuối cùng. Thật tiếc rằng ta bị thương quá nhẹ, không thể thu gom nhiều tiên thiên Tịch Diệt Linh Quang hơn được. Giang Nam đã bị thương rất nặng, đa phần là đạo thương do Tịch Diệt Đạo Nhân gây ra. Trong cơ thể Giang Nam có các Tịch Diệt Kiếp cuối cùng nho nhỏ bay tới bay lui, va chạm, phá hư nguyên thần, đạo quả, thân thể, pháp lực, đại đạo của hắn. Nhưng chỉ dựa vào chút ít thông tin này, muốn tôi diễn ra thủ đoạn mạnh nhất của Tịch Diệt Đạo Nhân thì đúng là nói mớ. Giang Nam chưa thấy Tịch Diệt Kiếp cuối cùng, hắn chỉ biết sau khi mình chứng đạo nguyên thủy, mọi người đã chết sạch, Tịch Diệt Đạo Nhân cũng chết. Tịch Diệt Kiếp cuối cùng có ảo diệu gì thì Giang Nam chỉ có thể tự phỏng đoán. Tịch Diệt Đạo Nhân luyện ra hình thức ban đầu Tịch Diệt Kiếp cuối cùng, đây là cơ hội hiểu rõ đại kiếp nạn cho Giang Nam. Tiếc rằng Giang Nam không lấy được tin tức hoàn chỉnh từ chỗ Tịch Diệt Đạo Nhân. Giang Nam không ngừng luyện hóa Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang dị chủng trong cơ thể, tham ngộ đạo và lý của Tịch Diệt Đạo Nhân, Vô Cực Thiên Tôn,
lòng thầm khen ngợi. Cảnh giới tiên thiên của Vô Cực Thiên Tôn Tịch Diệt Đạo Nhân đúng là không tầm thường, có nhiều điểm giống tiên thiên nguyên thủy của Giang Nam. Tịch Diệt Đạo Nhân cùng Vô Cực Thiên Tôn đi con đường dung hợp các loại đại đạo tiền sử, chứa đại đạo các thời đại tiền sử. Trong đó khác biệt là Vô Cực Thiên Tôn dùng tiền sử đại đạo kết thành đại đạo nhân quả, còn Tịch Diệt Đạo Nhân thì tịch diệt tiền sử đại đạo thành đại đạo tịch diệt. Cảnh giới tiên thiên của Tịch Diệt Đạo Nhân Vô Cực Thiên Tôn gợi ý rất nhiều cho Giang Nam, đặc biệt tiên thiên tịch diệt linh quang của Tịch Diệt Đạo Nhân giúp ích rất lớn, hoàn thiện nguyên thủy đại đạo hơn. Tịch diệt tiên thiên của Tịch Diệt Đạo Nhân từ mặt cảnh giới thì hơn Vô Cực Thiên Tôn một bậc, nhưng khó có thể khống chế. Vô Cực Thiên Tôn nói đúng, Tịch Diệt Đạo Nhân không điều khiển đại đạo tịch diệt được thì đương nhiên sẽ bị khống chế ngược lại. Giang Nam nghĩ đến đây, bỗng tim đập nhanh, suy tư đăm chiêu. Đế và Tôn nghiên cứu quá trình tịch diệt của các thời đại tiền sử, mưu tính lâu như vậy, nghĩ ra một cách khiến cho tịch diệt kiếp mãi mãi không đến được, cũng có cái lý của nó. Tiền đạo mãi mãi thay đổi, đúng là sẽ không suy sụp, thế nhưng tương lai thời đại tiên đạo vẫn sẽ bị tịch diệt. Ngọn nguồn tịch diệt kiếp đến từ đâu đây? Chẳng lẽ... Giang Nam chợt nghĩ đến một khả năng kinh khủng, hắn dùng mình. Nếu thời đại tiên đạo sẽ không cực thịnh rồi suy, vậy tịch diệt kiếp tiên đạo đến từ đâu đây? Có khi nào là hình thức ban đầu tịch diệt kiếp cuối cùng của Tịch Diệt Đạo Nhân mất khống chế, bị đại đạo tịch diệt điều khiển, do đó diễn biến thành hạo kiếp ngập trời, phá hủy hết thảy không? Nếu đúng như vậy thì... Không được, không được, ta phải lấy bằng được hình thức ban đầu tịch diệt kiếp cuối cùng rồi hoàn chỉnh nó. Giang Nam luyện ra dị chủng đại đạo trong cơ thể, một bên nguyên thủy đại la thiên mạnh mẽ chấn áp luyện hóa ảnh chiếu Vô Cực Thiên Tôn, một bên thôi diễn hình thức ban đầu của tịch diệt kiếp cuối cùng, cố gắng hoàn toàn thôi diễn ra. Trong lòng Giang Nam cho rằng mức độ nguy hiểm của Tịch Diệt Đạo Nhân hơn xa Vô Cực Thiên Tôn. Lại nói lúc bấy giờ, Ma Kha Thiên Quân nhìn sang, lòng thầm hoảng sợ. Đầu của Tịch Diệt Đạo Nhân bị chém đứt, gã cầm cái đầu trong tay, cổ không mọc được đầu mới. Hơi thở Tịch Diệt Đạo Nhân hỗn loạn, trong cơ thể như có ba loại hơi thở đại đạo khác nhau va chạm, tăng phần vết thương. Không chỉ thế, Tịch Diệt Thiên Luân bị đánh tan, hiện giờ Thiên Luân đang tự hồi phục. Trong đó có một đại đạo uy lực lạ thường ngăn cản Tịch Diệt Thiên Luân hồi phục. Đây là lần đầu tiên Ma Kha Thiên Quân thấy Tịch Diệt Đạo Nhân bị người đánh như thế này. Dù khi bị Đế và Tôn cùng Bất Không chấn áp, Tịch Diệt Đạo Nhân bên trong Tam Thánh Quan cũng không hao tổn gốc khác của gã. Tịch Diệt Tiên Thiên, Tịch Diệt Bất Diệt, Ta Bất Diệt của Tịch Diệt Đạo Nhân thần bí, huyền diệu, sâu sắc khó dò. Dù Tịch Diệt Đạo Nhân bị người giết, bị Tam Thánh Quan chấn áp, thế nhưng cũng không luyện hóa được gã. Hiện giờ Tịch Diệt Đạo Nhân bị tổn thương căn bản, nếu hai loại đại đạo linh quang dị chủng trong cơ thể không bị luyện hóa hoặc trừ khử được thì gã sẽ bị đả kích đến chí mạng. Mắt Ma Kha Thiên Quân lóe tia sáng thầm nghĩ, là nguyên thủy đại đạo của Huyền Thiên Giáo Chủ cùng đại đạo nhân quả của Vô Cực Thiên Tôn, hai người này hợp sức đối phó với Tịch Diệt Đạo Nhân, hèn gì Tịch Diệt Đạo Nhân vô địch cũng bị đánh thương. Tịch Diệt Đạo Nhân ngồi xếp bằng, đặt đầu lên chân, bình tĩnh nói, ta cần tập trung luyện hóa nguyên thủy đại đạo của Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng đại đạo nhân quả của Vô Cực Thiên Tôn. Ma Kha, người hãy hộ pháp cho ta. Đầu và cổ Tịch Diệt Đạo Nhân chứa hơi thở nguyên thủy đại đạo xâm nhập cơ thể gã nên không mọc cái đầu mới ra được, cũng không có thể kết nối cái đầu đã bị chặt vào thân thể. Ma Kha Thiên Quân vội hỏi, Sư Tôn bị thương có nặng không? Rất nặng. Cái đầu của Tịch Diệt Đạo Nhân đặt trên đùi, mặt không biểu tình nói, hai người đó là tồn tại luyện thành cảnh giới tiên thiên cao đẳng, không như Đế và Tôn cùng Bất Không ngày xưa. Đế và Tôn cùng Bất Không trước kia chưa luyện thành cảnh giới tiên thiên đẳng cấp cao sâu, mặc dù làm hỏng đậu quá thân thể của ta nhưng không uy hiếp mạng sống của ta được. Thế nhưng Vô Cực cùng Nguyên Thủy thì lại có bản lĩnh đấy. Nhưng bây giờ ta gặp họa được phúc, chỉ cần luyện hóa đại đạo của hai người kia chuyển thành đại đạo tịch diệt của ta là ta có thể biết ảo diệu cảnh giới tiên thiên của bọn họ. Lần sau gặp lại ta sẽ thắng họ thôi. Hiện tại ta bị thương rất nặng, ta giao an toàn của mình lại cho ngươi. Tịch Diệt Đạo Nhân nói xong, tập trung vào luyện hóa đại đạo dị chủng trong cơ thể. Mắt Ma Kha Thiên Quân lóe tia sáng, nhìn cái đầu Tịch Diệt Đạo Nhân nhắm mắt nằm trên gối.
Sắc mặt Ma Kha Thiên Quân liên tục thay đổi, đôi khi muốn hành động rồi lại dập tắt ý nghĩ này. Nếu ta ở thời kỳ đỉnh cao còn đại đạo bất không, chỉ cần đột phá ngay thành tựu đạo quân là có thể thừa dịp người bệnh lấy mạng ngươi, nuốt luôn Tịch Diệt đạo nhân. Đáng hận là con rồng hoang kia chém hết đại đạo bất không, nếu ta ra tay tuyệt đối sẽ không đánh lại Tịch Diệt đạo nhân. Ma Kha Thiên Quân vắt óc nghĩ thật lâu vẫn không quyết định được, hắn thầm nghĩ, có lẽ Tịch Diệt đạo nhân thăm dò lòng trung thành của ta, nếu ta tấn công Tịch Diệt đạo nhân sẽ rơi vào bẫy bị hắn giết ngay, hoặc Tịch Diệt đạo nhân thật sự bị thương nặng tìm ta hộ pháp thật. Không biết đã qua bao lâu sau, Ma Kha Thiên Quân cảm thấy nên nhẫn nhịn bỏ qua cơ hội tốt nhất này. Tịch Diệt Thiên Luân bỗng rung động phục hồi như cũ, bay vào đầu Tịch Diệt đạo nhân. Ma Kha Thiên Quân thấy vậy toát mồ hôi lạnh, thầm la hú hồn. Ma Kha Thiên Quân cho rằng Tịch Diệt đạo nhân bị thương cực kỳ nặng, nặng đến nỗi không sửa Tịch Diệt Thiên Luân được. Giờ xem ra Tịch Diệt đạo nhân cố ý giả bộ cho Ma Kha Thiên Quân xem, dù gã công kích. Nếu Ma Kha Thiên Quân thật sự tấn công Tịch Diệt đạo nhân thì Tịch Diệt Thiên Luân tùy thời sẽ tiêu diệt gã. Tịch Diệt đạo nhân thấy hết hành động của Ma Kha Thiên Quân, hắn thầm nghĩ, kẻ đáng thương, vậy mà không dám xuống tay với ta sao? Ma Kha quỷ kế đa đoan, nhưng khó làm được việc lớn, tối đa trở thành đạo quân, không tiến bộ thêm được. Sao? Đại đạo nhân quả của Vô Cực Thiên Tôn không có gì, còn Nguyên Thủy Đại Đạo của Nguyên Thủy Thiên Tôn thật là kinh người. Lý niệm trong đó có thể bổ sung đại đạo Tịch Diệt của ta được. Nếu dung nhập lý niệm đó vào trong đại đạo Tịch Diệt thì ta có thể hoàn thiện Tịch Diệt kiếp cuối cùng được. Tịch Diệt đạo nhân thầm kích động, từ Nguyên Thủy Đại Đạo của Giang Nam làm cho gã thấy tia sáng tận cùng đại đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn phải tịch diệt hắn thôi, dung nhập hắn vào trong đại đạo Tịch Diệt của ta. Bất giác trăm vạn năm trôi qua, trong thời gian này không ai chứng đạo quân, nhưng ngày càng nhiều cường giả nổi lên trong tiên giới, ma giới, thời đại hưng thịnh trước giờ chưa từng có. Tại vũ trụ tiên giới ma giới cộng lại có đến hơn 4.000 thiên quân. Hai vũ trụ phản chiếu nhau, số lượng thiên quân tiên giới ít hơn thiên quân vũ trụ ma giới một chút, chủ yếu là vì tu hành ma đạo mạnh mẽ hùng dũng, tốc độ tu luyện nhanh hơn tiên đạo thuần chính. Hơn nữa, hoàn cảnh sinh tồn trong vũ trụ ma giới khắc nghiệt hơn, cạnh tranh khốc liệt hơn, sức chiến đấu cao tầng hơn tiên giới rất nhiều. Về số lượng đạo quân thì vũ trụ ma giới thua xa vũ trụ tiên giới. Ma đạo dũng mãnh đến hậu kỳ thì khó chứng đạo, không bằng cường giả tiên đạo căn cơ ổn định. Đạo tâm cường giả ma giới không như cường giả tiên đạo, thường hay có tình huống mất đạo tâm tẩu hỏa nhập ma. Cho nên cường giả ma đạo giai đoạn đầu dũng mãnh tăng vọt, đến cảnh giới thiên quân thường sẽ bị kẹt lại, tốn thời gian lâu hơn cường giả tiên đạo để rèn đạo tâm của mình. Cường giả ma đạo mất khá nhiều thời gian chứng đạo quân, càng khó khăn để mà chứng đạo. Đến đây thì 3.000 tiên châu tiên giới, 3.000 ma châu ma giới đã định hình hoàn toàn. Mỗi một đại châu có vô số ngân hà tinh hệ, cương vực bao la vô ngần. Chủ một châu thường là thiên quân hoặc đại viên mãn tiên quân, bám vào các đại giáo, thành lập chư thiên hoặc chư địa, quản lý tiên vương tiên quân. Dưới tiên vương tiên quân quản lý một đế quốc, do tiên nhân thống trị, tuyên truyền giáo lý của mình, đại giáo thịnh hành trên đời. Giữa các giáo môn, giữa tiên ma chinh chiến không ngừng nghỉ. 100 vạn năm sau, nghênh đón thời kỳ bom đạo quân nổ. Bỉ Ngạn Nương Nương chứng đạo trước một bước, được gọi là Kim Đan giáo chủ. Tiếp theo Từ Hạm đạo mẫu, Vô Tà đạo quân, Thiên Hoang đạo quân, Thánh Ma Thiên Tôn, Quỷ Nhung đạo quân, Lê Hoa Thánh Mẫu, Khuê Dực, Đạo Tạng Thiên Tôn, Hậu Tôn đạo quân, Vạn Chú đạo quân. Đám đạo quân chuyển thế chứng đạo, lại có Lama cổ thần lấy 3.000 trận pháp đại đạo chứng đạo quân. Đến cuối thời kỳ trăm vạn năm, bắt đầu có cường giả thế hệ trẻ chứng đạo quân. Trung Thiên, Phục Xá, Đinh Linh, 3 cường giả trẻ được khai thiên khí vận công đức cũng lần lượt chứng đạo. Đến trăm vạn năm lần thứ 3, các đạo quân chuyển thế trong thiên môn chứng đạo, chấn kinh kinh người. Một môn 21 tồn tại có đến 16 đạo quân. Thế nhưng các thủ lĩnh thiên môn lánh đời, mặc dù chứng đạo quân chấn kinh thế nhân nhưng không nhận phong, không tạo dựng tiên châu, không khai hoang mở mang bờ cõi. Thiên môn không lập giáo tuyên truyền giáo lý, chỉ xây dựng các đạo cung như Thanh La Cung, Thiên Hy Cung. Số lượng đạo quân trong tiên giới ma giới đã đến 44 người, cộng thêm Giang Nam, Vô Cực Thiên Tôn, Tịch Diệt đạo nhân là 47 đạo quân. Số lượng đạo quân trong tiên giới hiện giờ đã vượt qua bất cứ thời đại nào
trừ thời đại Nguyên Đạo vô cùng hưng thịnh. Hơn nữa, đám thanh niên Vân Liên, Định Quang, Linh Châu Tử, Thiên Linh, Ma Thiên, Long Ngạn được khai thiên khí vận công đức. Ma Kha Thiên Quân thì cho đến nay không có vẻ gì là chứng đạo quân. Đại đạo bất không bị người xóa, dù Ma Kha Thiên Quân luyện hóa đạo quả bất không còn sót lại cũng không phục hồi thực lực được. Ma Kha Thiên Quân muốn dựa vào đại đạo bất không chứng đạo quân thì rất khó khăn, nhưng gã có tiềm lực chứng đạo. Lại có người đi đại điện đạo quân quả vị, sau khi ra ngoài liền tuyên bố là thế hệ trước có tiềm lực chứng đạo chỉ còn lại có Tự Nhiên Lão Quân, Thái Chân Tiên Quân và Băng Liên Thánh Mẫu. Còn lại là Trọng Quang Thiên Quân, Đông Cực Thiên Quân, Tịch Thiên Quân không có tiềm lực chứng đạo quân. Trong thế hệ trẻ thì đến hơn 170 người có tiềm lực chứng đạo quân. Tên của hơn 170 người có tiềm lực chứng đạo quân lộ ra dẫn đến tiên giới ma giới, gió tanh mưa máu. Hơn 30 người trẻ tuổi bị giết, xóa tên khỏi bia đá đạo quân quả vị. Mãi khi Nguyên Dục Tiên Đế, Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế, La Hầu La Ma Đế, Kế Đô Ma Đế xuất thế, trấn áp quần hùng hai giới mới bình ổn huyết chiến, giết đạo quân có tiềm lực. Sau này lại có tin là hai tiên đế, hai ma đế đi Ngọc Kinh Huyền Cung Thiên đánh Ngọc Kinh Phong Tỉnh Tiên Đế bầm dập, gần như chết. Lại có tin đồn là nguyên nhân vụ việc do Ngọc Kinh Phong Tỉnh Tiên Đế cố ý tung tên mấy đạo quân có tiềm lực ra, gây nên sóng gió, gió tanh mưa máu. Hôm nay hai nữ tiên quân là Băng Phách Quyền Nữ, Phượng Nghi lên Đại La Thiên bái kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phù Lê Nguyên Quân. Hai nữ tiên quân đưa đạo quả của mình ra, hỏi Giang Nam: "Ta có tư chất chứng đạo tiên quân, nhưng bị tình trói buộc, xin Thiên Tôn dạy ta." Thiên Vi lườm Giang Nam, nửa cười, nửa không nói: "Lão gia lưu tình khắp nơi, bây giờ khổ chủ tìm đến, một lúc tận hai người, thiếp thân muốn xem lão gia giải quyết chuyện này như thế nào." Giang Nam trầm ngâm, Phượng Nghi Nữ Quân và Băng Phách Quyền Nữ ngước lên nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo diệu vô cùng. Hai nàng từng có đoạn tình duyên với Giang Nam, chẳng qua thiếp có tình, lang vô ý. Bọn họ có tư chất thiên quân nhưng bị tình duyên trói buộc, không chứng đạo thiên quân được. Phượng Nghi Nữ Quân từng đi du lịch chung với Giang Nam, cùng nhau đối kháng Vạn Chú Đạo Quân. Băng Phách Quyền Nữ giúp đỡ Giang Nam chứng thiên quân. Tình cảm của hai nàng gửi gắm vào Giang Nam, nhưng hắn không có tình ý đó. Hai nữ tiên quân bị tình yêu quấy nhiễu, đến cảnh giới viên mãn mới phát hiện khó chém tình duyên. Vì một đầu tơ tình gắn vào đạo quả, quấn quanh thần hồn, đầu bên kia ở trên người của Giang Nam. Giang Nam quá mạnh, cường đại đến khó tin, cho nên Băng Phách Quyền Nữ, Phượng Nghi Nữ Quân có lòng muốn chặt đứt tình duyên cũng không làm được. Mấy trăm vạn năm, hai nàng không thể chứng đạo thiên quân, buộc lòng phải đến gặp Giang Nam. "Hai vị đạo hữu, ta có hai cách này, các ngươi hãy chọn đi." Giang Nam bình tĩnh nói: "Thứ nhất, ta luyện chế Tam Hồn Tinh Anh Thất Phách Tinh Anh. Các người tu luyện lại đạo quả, tơ tình không thể ràng buộc đạo quả là có thể chứng đạo thiên quân. Thứ hai, ta khiến các người lấy mộng nhập đạo, ở trong mộng giải tình duyên. Sau khi tỉnh mộng thì tình duyên ta và đạo hữu sẽ đứt đi, có thể chứng đạo thiên quân." Băng Phách Quyền Nữ suy tư giây lát nói: "Ta chọn loại thứ nhất." Giang Nam gật đầu, dương mắt nhìn Phượng Nghi Nữ Quân. Ánh mắt Phượng Nghi Nữ Quân phức tạp nhìn Giang Nam, chốc lát sau nói: "Thiếp thân chọn loại thứ hai." Giang Nam lặng im. "Cũng được." Giang Nam đứng dậy, ngón tay điểm vào trán Phượng Nghi Nữ Quân. Phượng Nghi Nữ Quân nhập mộng, Giang Nam lại tốn mấy ngày luyện chế Tam Hồn Tinh Anh Thất Phách Tinh Anh, giao cho Băng Phách Quyền Nữ. Băng Phách Quyền Nữ tự chém đạo quả, luyện Tam Hồn Tinh Anh Thất Phách Tinh Anh và đạo quả. Giang Nam kêu Băng Phách Quyền Nữ tu luyện trong Đại La Thiên, chờ khi nào chứng đạo thiên quân thì hãy đi. Thiên Vi nhìn Phượng Nghi Nữ Quân còn trong mộng hỏi: "Lão gia, Phượng Nghi tỷ tỷ nhập mộng bao lâu mới tỉnh lại đây?" "Nàng sẽ gặp ta trong mơ, yêu nhau rồi cùng rơi vào bể tình." Giang Nam bình tĩnh nói: "Sau đó ta chết đi, chỉ còn một mình nàng khổ sở cầu đạo, cô đơn trước bóng, mãi đến khi tịch diệt kiếp bùng nổ. Kiếp thứ hai, nàng giữ ký ức kiếp trước nhưng vẫn gặp ta. Kiếp thứ ba cũng vậy, nàng sẽ đời đời yêu rồi tử biệt. Cho đến kiếp nào đó, nàng tỉnh ngộ ra, tự động quên tình duyên này. Ta chuẩn bị cho nàng một kiếp là một ngày, có tổng cộng 500 kiếp, 500 ngày, 500 giấc mơ." Thiên Vi mở miệng nói: "Nếu mỗi đời, mỗi kiếp, Phượng Nghi tỷ tỷ đều yêu và ở bên lão gia thì sao?"
Giang Nam nhìn Phượng Nghi Nữ Quân, lắc đầu nói: không ai giống như nàng, 500 kiếp si tình, nữ nhân ngốc 500 kiếp vẫn muốn bên ta. Phượng Nghi sẽ đi ra thôi. Hơn 100 ngày sau, Phượng Nghi Nữ Quân tỉnh mộng, thẫn thờ thật lâu, giọt lệ tràn ra khóe mắt. Trong mơ, Phượng Nghi Nữ Quân quên tình duyên với Giang Nam. Hôm nay Phượng Nghi Nữ Quân đã chứng đạo Thiên Quân. Không lâu sau, Băng Phách Quyền Nữ cũng chứng đạo Thiên Quân, hai nữ nhân cùng rời đi. Giang Nam buồn bã thở dài, nhìn theo Phượng Nghi Nữ Quân và Băng Phách Quyền Nữ đi xa. Giang Nam bình tĩnh nói: phu nhân, thật sự không có nữ nhân nào ngốc như nàng cả. Không phải cá, làm sao biết cá vui đây? Thiên Vi mỉm cười nói: bọn họ được đạo thế nhưng mất đi rất nhiều, ta mất đạo thế nhưng lại được rất nhiều. Giang Nam gật gù, kêu đám Khổng Thánh đạo nhân, Phi Hùng đạo nhân đến. Giang Nam nói: mang ý chí của ta hạ giới, triệu tập đạo quân, thiên quân trong thiên hạ, 10 năm sau đến Đại La Thiên. Lão già sắp khai giảng bên trong Đại La Thiên, luận đạo với đạo quân, thiên quân trong thiên hạ. Đám người Khổng Thánh đạo nhân, Phi Hùng đạo nhân giật mình, lĩnh chỉ, vội vàng rời đi. Thiên Vi nhìn Giang Nam khẽ hỏi: lão già muốn đánh đạo quân, thiên quân toàn thiên hạ hay sao? Hay lão già muốn bị đánh đấy? Làm gì có đấy. Giang Nam cười lắc đầu nói: 43 đạo quân, hơn 4.000 thiên quân, làm gì đánh được ta? Nếu là trước kia, bọn họ hợp sức lại, còn có vốn liếng đấu với ta. Thế nhưng lần trước ta đánh nhau cùng Vô Cực Thiên Tôn, Tịch Diệt đạo nhân, Nguyên Thủy đại đạo đã tiến thêm một bước rồi, tăng cảnh giới Tiên Thiên Nguyên Thủy. Dù bọn họ liên minh với nhau cũng khó lọt vào mắt ta được. Vậy ý của lão gia là gì? À, ta chỉ muốn mượn tay bọn họ nhìn xem tiên đạo phát triển đến mức nào, sau khi đế và tôn sống lại thì tu vi thực lực đến mức nào. Ta cũng muốn thúc đẩy quần hùng thiên hạ để tiên đạo càng phát triển thịnh vượng hơn, chỉ có thế thôi. Giang Nam khẽ thở dài nói: hiếm có đối thủ, ta càng đứng trên cao thì nhận ra càng ít đối thủ, động lực thúc đẩy ta đi tới càng nhỏ hơn. Đế và tôn cùng đạo không mạnh lên thì ta mới có động lực lớn được. Thiên Vi nhíu mày, lòng có chút bất an. Ý của lão gia là... ý của ta là đế và tôn cùng đạo không tương lai sẽ có trận đánh với ta. Bọn họ sẽ không cho ta mãi mãi ngồi trên ngôi thiên tôn. Muốn tiến thêm được một bước thì phải mạnh hơn ta. Bọn họ phải cường đại đến mức uy hiếp được ta kìa. Giang Nam cười nói: ta cần áp lực. Thiên Vi khó hiểu lắc đầu. Nói tới nói lui, rút cuộc lão gia vẫn là muốn đánh đám thiên quân, đạo quân. Nhóm Hồng Nhi, Quân Nhi không dám đánh với lão gia. Giang Nam cười cười. Vậy thì cũng phải đánh thôi. Ánh mắt Giang Nam sâu thẳm, lòng thầm nhủ: hy vọng cái tương lai chỉ mình ta sống mãi mãi sẽ không bao giờ đến. Chưa chắc ta ngăn được tịch diệt kiếp xảy ra, nhưng nếu có mấy tồn tại chứng tận cùng đại đạo thì không chừng sẽ ngăn lại được tịch diệt kiếp. Đế và tôn cùng đạo không, hy vọng các người chứng đạo quân biến càng mạnh hơn. Đại La Thiên Nguyên Thủy Thiên Tôn mời thiên quân, đạo quân khắp thiên hạ khai đàn giảng pháp. Tin tức nhanh chóng được truyền ra, chấn động thiên hạ. Bao nhiêu người thầm suy đoán, phải chăng Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn thống nhất tiên giới, ma giới, mời đạo quân, thiên quân toàn thiên hạ đến Đại La Thiên rồi một lưới bắt gọn. Nguyên Thủy Thiên Tôn có nhiều bằng hữu, Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân, Kế Đồ Ma Đế đều là nhi tử của hắn ta. Rồi Bỉ Ngạn, Huyền Đô, Càn Nguyên, Tử Hàm, Mông Tốn, Vạn Chú là bằng hữu cũ của hắn. La Hổ La Ma Đế có quan hệ mập mờ với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Quan trọng nhất là trong thiên môn có 16 đạo quân, môn chủ là nữ nhi của hắn ta. Hơn 40 vị đạo quân thì phe phái Nguyên Thủy Thiên Tôn chiếm 26 người. Nếu hắn muốn bắt hết đạo quân, thống nhất hai giới thì ai chắn được đây? Ta nghe đồn ba đạo quân là Thánh Ma, Quỷ Nhung Lê Hoa từng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt được. Thiên Tôn không làm khó bọn họ, sợ là ba đạo quân này cũng thành thuộc hạ của hắn rồi. Nghe nói Khổ Hạnh Thiên Tôn từng có duyên gặp mặt với Thiên Tôn. Còn Nguyên Dục Tiên Đế, nghe nói lúc Thiên Tôn chứng đạo Thiên Quân chỉ có Nguyên Dục Tiên Đế chưa từng ra tay với hắn thôi. Nói thế thì còn có Thái Nhất Ngọc Kinh kìa. Nghe nói Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế, Ngọc Kinh Phong Tỉnh Tiên Đế từng mấy lần đi Đại La Thiên nghe giảng, Thiên Tôn tiếp đãi hai người rất là nồng nhiệt.
Ta còn nghe đồn Hỗn Độn Linh Đế và Thiên Tôn có dính líu với nhau. Hình như La Hầu La Ma Đế là nhi tử của hai người thì phải. Hey, nếu Hỗn Độn Linh Đế là người của Thiên Tôn thì Hỗn Độn Giáo Chủ không thoát được rồi. Nói đến thì hai đạo quân trẻ là Phục Xá, Đinh Linh từng liên tục đi Đại La Thiên đưa sách, hay bên trong có ẩn ý gì đấy? Nhiều tin đồn nổi lên, nhưng mọi người tính đến cuối cùng hình như chư thiên đạo quân đều có liên quan, tình cảm sâu hoặc cạn với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ còn lại mấy đạo quân Thiên Hoang, Vô Tà, Khuê Dực, Đạo Tạng, Trung Thiên. Không lẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn mời thiên quân đạo quân khắp thiên hạ chỉ vì hàng phục bọn họ thôi sao? Nếu không vì hàng phục thiên quân không thuộc phe Đại La Thiên thì không cần gióng trống khua chiêng, kinh động nhiều đạo quân như vậy. Nhiều đạo quân thiên quân ở chốn xa xôi bắt đầu nhích người, chạy đi Đại La Thiên tiên giới. Nhóm đầu tiên gióng trống khua chiêng đi Đại La Thiên là La Hầu La Ma Đế, Kế Đô Ma Đế. Bọn họ cách Đại La Thiên xa nhất, mang theo nhiều thiên quân ở vũ trụ ma giới, rất là rầm rộ. Các thiên quân khác cũng hành động từ nơi xa xôi đi. Năm cuối các thiên quân cũng đi Đại La Thiên. Linh nữ đại diễn cổ thần Trung Thiên đi hỏi ý đạo không đạo nhân. Hai đạo không đạo nhân nhìn nhau cười nói: Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn thúc đẩy ta và đế cùng tôn. Các người đi trước đi, ta sẽ đi Đại La Thiên gặp hắn ta. Ba hỗn độn đạo quân lòng rung động, đại diễn cổ thần vội nói: Lãnh tụ còn chưa chứng đạo quân, ta e rằng... Đạo không áo trắng cười nói: Không sao, thân thể kiếp trước của ta vẫn còn đó. Hơn nữa ta đi chưa chắc đánh nhau với hắn ta, chỉ nói đạo lý thôi. Cho thế nhân biết trên đời này không chỉ một mình Nguyên Thủy là thiên tôn. Tại tận cùng ma giới, trong tầng tầng hư không kín kẽ, có 99 tầng hư không. Đạo tạng đạo quân cẩn thận vào tầng hư không cuối cùng, khom người nói: Đại đế, Nguyên Thủy Thiên Tôn mời ta đi Đại La Thiên nghe giảng, còn mời cả Ma Kha sư huynh, không biết... Tịch Diệt kiếp dâng lên cực kỳ kinh người, bên trong vọng ra giọng của Tịch Diệt đạo nhân lạnh nhạt nói: Người cứ đi đi, Ma Kha, người cũng đi Đại La Thiên một chuyến đi. Ma Kha thiên quân giật mình do dự, giọng nói của Tịch Diệt đạo nhân không chứa chút tình cảm. Ta cũng sẽ đi, luận chính một phen với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tại trung tâm tiên giới, không gian to lớn, hai đạo quả bao phủ tiên giới, ma giới. Hai đạo quân trẻ là Phục Xá, Đinh Linh không người đứng trước thế giới thụ, hồng mông thanh liên dường như đang lắng nghe cái gì đó. Vâng, thưa sư tôn. Phục Xá Đinh Linh đứng thẳng người, rời đi Đại La Thiên. Bên trong đạo quân điện, phân hồn Vô Cực Thiên Tôn nhìn Vô Cực Thư Đồng. Vô Cực Thiên Tôn kinh ngạc hỏi: Sao? Người cũng được mời tham gia thịnh hội Đại La Thiên sao? Giảng đạo với đạo quân thiên quân trong thiên hạ sao? Đế Giang định chơi trò, đạo ta vừa ra là vạn đạo thần phục hay sao? Nếu hắn muốn mời đạo quân thiên quân thì đạo quân điện của ta cũng không ngoại lệ. Người đi mời đám Trọng Hòa đạo quân đến đây. Lòng Vô Cực Thiên Tôn rung động, vội vàng chạy ra ngoài. Vô Cực Thiên Tôn mỉm cười nói nhỏ: Nguyên mẫu cố ý phong ấn đám người Trọng Hòa trong Thông Thiên Các, nhốt bọn họ mấy ức năm, may mắn bị ta phát hiện, thả đám người Trọng Hòa ra. Tiếc rằng có mấy đạo hữu tu vi quá mạnh, đi quá sâu, trong thời gian ngắn đừng hòng mà đi ra ngoài được. Nhưng dựa vào đám người Trọng Hòa và ta đủ làm Đại La Thiên náo nhiệt rồi. Đế rằng người đã giảng pháp, vậy thì ta và ngươi hãy biện chứng một phen, khiến đạo quân thiên hạ thần phục ta, tăng mạnh thực lực của đạo quân điện ta. Hôm nay trên Đại La Thiên dị tượng đầy trời, các thiên quân đến, cửu long lâu thuyền, thải phượng đầy trời, sóng vàng vạn dặm, huyết thải ma uyên, khí phách siêu phàm, rất là xa hoa. Tất cả chạy đến Đại La Thiên biểu thị mình bất phàm. Mấy thiên quân thường là tuấn kiệt trong đám người trẻ tuổi, lấy pháp bảo xa hoa nhất của mình, lâu thuyền tiên thành, tráng lệ xa hoa, lộ sự nổi bật trên Đại La Thiên. Bọn họ đều là tiên đế, ma đế, có nhiều thiên quân đi theo sau, muốn thu niễm, nội niễm cũng không được. Giang Tuyết Tình mang theo nhiều lãnh tụ thiên môn đến thì lại càng nội niễm hơn. Những đạo quân trong thiên môn có nông dân, thợ săn, tiên sinh dạy học, lão nhân tự chơi cờ, phu nhân canh cửi, hình tượng nhà quê bắt mắt. Hiện giờ Đại La Thiên bao phủ trên đỉnh, nguyên thủy chi khí hình thành biển mây dao động. Các cung điện xinh đẹp đứng thẳng trong mây,
trời trăng treo cao, tinh tú chiếu rọi, biển mây sóng vàng cuồn cuộn không dứt. Trên biển mây có 4.800 bồ đoàn, các đạo quân thiên quân cùng ngồi xuống. Giang Nam Thiên Vi cùng ngồi xuống, Ma Kha thiên quân, Đạo Tạng đạo quân đến nơi, lòng phập phồng lo sợ. Giang Nam nhìn quanh một vòng cười nói: "Các vị đạo hữu, hãy bày đạo quả ra đi." Đám đạo quân, thiên quân, phe Đại La Thiên nghe vậy, lấy đạo quả ra. Tu luyện đến cảnh giới thiên quân, đạo quân thì ít ai ký thác đạo quả trong tiên thiên thiên vực, vì dù là tiên vực cũng không an toàn bằng thân thể mình. Đa số thiên quân, đạo quân ký thác đạo quả trong cơ thể mình. Đám người Huyền Đô, Cản Nguyên, Tịch Ứng Tình, Đạo Vương, Đông Cực lấy đạo quả ra, dị tượng đầy trời khác nhau. Có dị tượng tạo hóa, huyền đài, tiên quang thần đạo, chư tiên vĩ đại, tiên hổ chín đuôi, dị tượng đế hoàng, dị tượng thần thụ, dị tượng cực lạc, dị tượng đạo tổ. Các màu ánh sáng chiếu rọi Đại La Thiên như kim đỉnh vậy. Đại La Thiên tự phát ra ánh sáng vô tận, chiếu đỉnh tiên giới sáng trong. Hỗn độn vực ngoại cũng bị ánh sáng chiếu rực rỡ. Có một loại 3.000 đại đạo xuyên qua hư không hư minh, như gợn sóng dập dờn, rất huyễn lệ. Trong Đại La Thiên, nguyên thủy chi khí dần dung nhập vào các đạo quả. Đạo âm xinh đẹp kỳ lạ vang lên, kích phát mỗi đại đạo trong đạo quả, nâng cao tu vi. Các đạo quân thiên quân khác do dự, dù gì lấy đạo quả ra rất nguy hiểm. Nếu Giang Nam đánh nát đạo quả của bọn họ thì chết chắc. Giờ lát sau, cường giả phe Đại La Thiên được nhiều ích lợi. Từ trong nguyên thủy chi khí, tham ngộ ra đạo lý bình thường khó tham ngộ được, ai nấy đều cười toe toét. Thế là mấy thiên quân khác lấy đạo quả ra, cũng có nhiều nguyên thủy chi khí dung nhập vào đạo quả của bọn họ. Giang Nam đối xử bình đẳng, chỉ cần lấy đạo quả ra là được lợi lộc ngay. Nhưng còn một số đạo quân thiên quân không tin tưởng Giang Nam, chưa lấy đạo quả ra. Giang Nam cũng mặc kệ, lòng máy động. Trong Đại La Thiên vang vọng đạo âm. Cản Nguyên biến sắc mặt, nhỏ giọng nói: "Sao? Nhân quả huyền đài đại đạo sao? Và lĩnh ngộ còn thâm sâu hơn cả ta. Nhân quả huyền đài tiên thiên." Huyền Đô tạo hóa đạo quân cũng biến sắc mặt, nhỏ giọng nói: "Tạo hóa tiên thiên sao?" Những người khác như Hồng Đạo Nhân nghe đạo âm là diệu lý tối cao hồng mông tiên thiên, Quân Đạo Nhân nghe là diệu lý tối cao vô vi tiên thiên, Kế Đô Ma Đế nghe là đạo và lý vô thượng ma cảnh tiên thiên, La Hổ La Ma Đế nghe là diệu lý trầm luân tiên thiên. Ngoài ra đám người Tịch Ứng Tình, Giang Tuyết, Đạo Vương, Lạc Hoa Âm, Thiếu Hư, Tinh Quang nghe đạo lý đều khác nhau. Bọn họ nghe đạo âm là đại đạo mà bọn họ tu hành, cao sâu hơn bọn họ lĩnh ngộ. Cả đám nghiêng tai lắng nghe, bất giác chìm vào trong đó, khó thoát ra được. Đám người Khổ Hạnh Thiên Tôn, Nguyên Dục Tiên Đế, Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế rất ngạc nhiên. Bọn họ nghe đạo âm chỉ là tiếng hỗn độn, không lĩnh ngộ được gì. Khổ Hạnh Thiên Tôn nhìn xung quanh, thấy các đạo quân, thiên quân lúc trước lộ đạo quả, mặc kệ có phải là phe Đại La Thiên hay không, đều chìm trong ngộ đạo. Khổ Hạnh giáo chủ lòng mấy động, lấy đạo quả của mình ra. Lúc trước Khổ Hạnh Thiên Tôn không lấy đạo quả ra, chỉ quan sát vì không quen thân với Giang Nam, chỉ giao dịch vài lần, không mấy tin tưởng hắn. Khổ Hạnh Thiên Tôn lộ ra đạo quả, biến sắc mặt, hai tay chắp vào nhau: "Thiện tay, thiện tay. Thiên Tôn lĩnh ngộ ra vô lậu tiên thiên, được đạo diệu vô lậu tiên thiên, lão tăng khâm phục rồi, khâm phục rồi." Nguyên Dục Tiên Đế nghe vậy, dương mắt nhìn hướng Giang Nam, thấy hắn ngồi im, thân hình to lớn vĩ đại, đôi mắt khép hờ. Đại đạo quanh thân Giang Nam chấn động, khiến Đại La Thiên phát ra các loại đạo âm huyền diệu. Nguyên Dục Tiên Đế lấy đạo quả ra cười nói: "Cản Nguyên nghe ra nhân quả tiên thiên, Huyền Đô nghe ra tạo hóa tiên thiên, Khổ Hạnh giáo chủ cũng nghe ra vô lậu tiên thiên. Chậm không tin Thiên Tôn có thể giảng ra thái cực tiên thiên." Nguyên Dục Tiên Đế mới lấy đạo quả ra, liền nghe đạo âm hùng vĩ chấn động. Mới rồi đạo âm mơ hồ thoáng chốc biến ra rõ ràng là thái cực tiên thiên mà Nguyên Dục Tiên Đế tinh thông. Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế thế vậy nhíu mày, lấy đạo quả hai phân thân của mình ra. Một phân thân tham ngộ hồng mông tiên thiên, một phân thân khác tham ngộ nguyên thần tiên thiên. Không ngờ Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế mới lấy đạo quả ra, quả nhiên nghe được thanh âm đại đạo là nguyên thần tiên thiên và hồng mông tiên thiên. Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế cười to nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng pháp thuật rất mới mẻ, ta muốn biện pháp xem Thiên Tôn có bản lĩnh gì." Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế lấy đạo quả bản thể ra, cười hỏi: "Thiên Tôn,
người có thể giảng vài phần đạo lý tam nguyên tiên thiên của ta không? Ngay sau đó, Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế biến sắc mặt, lỗ tai nghe đạo âm tam nguyên tiên thiên. Thật ra tam nguyên tiên thiên của Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế chưa viên mãn. Đây là cảnh giới tiên thiên gã tự sáng tạo, chuẩn bị dung hợp Hồng Mông Tiên Thiên, Nguyên Thần Tiên Thiên hóa thành tam nguyên Thái Nhất Tiên Thiên. Loại cảnh giới tiên thiên này là Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế vất vả khổ cực chịu đựng không biết bao nhiêu vạn năm, chưa từng lộ ra trước mặt ai, ý định vượt qua Thái Cực Tiên Thiên của Nguyên Dục Tiên Đế, vượt qua Giang Nam, vượt qua Đế và Tôn. Nhưng muốn tam nguyên quy nhất thì khó khăn biết mấy. Bây giờ Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế chỉ có thành tựu nhỏ. Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế mới lấy đạo quả ra, đã nghe trong Đại La Thiên chuyển đến đạo âm tam nguyên tiên thiên, cú sốc quá lớn. Cảnh giới tiên thiên chưa từng thi triển trước mặt ai, vậy mà có trong tiên thiên nguyên thủy của Giang Nam. Hỏi sao Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế không giật mình, không ngủ rũ cho được. Linh nữ cũng ngâm khẽ lấy đạo quả của mình ra. Linh nữ biến sắc mặt, nàng nghe thấy hỗn độn tiên thiên đẳng cấp rất cao, gần như không thua gì đạo không đạo nhân truyền thừa. Đám người Ngọc Kinh Vong Tỉnh Tiên Đế, Đại Diễn Cổ Thần, La Hầu La, Kế Đô Ma Đế, Mông Tốn Đạo Quân, Thánh Ma, Vạn Chú, Tử Hạm, Bỉ Ngạn, các đạo quân cổ xưa nghe thấy đạo âm là thanh âm đại đạo của mình quen thuộc nhất. Trên Đại La Thiên, càng nhiều đạo quân, thiên quân lấy đạo quả ra. Đạo quả mới xuất hiện thật không tầm thường, mỗi người nghe đạo âm khác nhau. Đạo quân chưa lĩnh ngộ tiên thiên thì nghe 3000 đại đạo mình nghiên cứu ra. Đạo quân đã lĩnh ngộ tiên thiên thì nghe cảnh giới tiên thiên mà mình cực nhọc nghiên cứu. Ma Kha Thiên Quân thấy vậy, mắt lóe tia sáng, lấy đạo quả đã luyện thành đại đạo bất công ra, nghe đạo âm đại đạo bất không truyền đến. Thật không uống là Đại La Thiên Thiên Tôn, hùng cứ thiên cao nhất tiên giới, mấy trăm vạn năm không ngã, có thể nhận ra tất cả đại đạo, chứa hết đại đạo, nhưng tiên thiên của hắn tuyệt đối không bao gồm tịch diệt tiên thiên. Ma Kha Thiên Quân lòng máy động, hơi thở đạo quả đột nhiên thay đổi, tràn ngập hơi thở tịch diệt. Đây là tịch diệt tiên thiên do gã tham ngộ ra. Loại cảnh giới tiên thiên này tuy cùng tên với tịch diệt tiên thiên của tịch diệt đạo nhân, nhưng có điều khác nhau. Tịch diệt đạo nhân tu hành từ các tịch diệt kiếp, hủy diệt mọi thời đại, luyện thành tịch diệt tiên thiên. Còn Ma Kha Thiên Quân thì dùng đại đạo các thời đại tự mình tu hành lên đến đẳng cấp đạo quân, sau đó tịch diệt hết chúng nó, luyện thành đại đạo tịch diệt, luyện ra tịch diệt tiên thiên. Tịch diệt tiên thiên của tịch diệt đạo nhân có khí thế hùng vĩ, khí phách tiêu trừ tất cả, thế nhưng khó có thể khống chế. Còn tịch diệt tiên thiên của Ma Kha Thiên Quân thì tinh tế, nội liễm, càng thêm dễ dàng khống chế. Tuy Ma Kha Thiên Quân là cảnh giới thiên quân, nhưng gã tham ngộ ra tiên thiên đạo cảnh, giờ gã lộ ra một chút tịch diệt tiên thiên. Ma Kha Thiên Quân bỗng nghe đạo âm tịch diệt tiên thiên vang bên tai, hòa cùng tịch diệt tiên thiên của gã, Ma Kha Thiên Quân cũng hết hồn. Không thể nào, không thể nào. Ta khổ cực nghiên cứu nhiều năm, đi thông con đường thẳng đến tận cùng đại đạo, tịch diệt thật sự. Tịch diệt đạo nhân cũng không bằng được ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể nào đi trước ta được. Hắn tuyệt đối không thể nào cùng lĩnh ngộ ra tịch diệt tiên thiên được. Ma Kha Thiên Quân thẫn thờ, đạo âm chấn động bên tai, tận thế kiếp âm ầm ĩ, đạo và lý đại đạo tịch diệt đẳng cấp cao sâu hơn, tớ lui giao thác, trình bày đạo diệu tịch diệt tối cao, khiến cho Ma Kha Thiên Quân càng chán nản. Giờ phút này, tất cả đạo quân, thiên quân đến tham gia Đại La Thiên đều lấy đạo quả ra, bao gồm Phủ Lê Nguyên Quân, Thi Hiên Vi. Các loại thời đại đối diện nhau trên bầu trời Đại La Thiên. Tuy các loại đạo âm nhiều, thế nhưng ngay ngắn theo thứ tự, đại đạo giao hưởng. Các loại tiên quang, thần quang chiếu rọi Đại La Thiên, chiếu nơi này thành kim đỉnh tiên giới. Loại này tình hình cực kỳ khủng bố, 100 người tu đạo thì có 100 cách nghĩ. Mỗi một người hiểu biết về đạo khác nhau, có thể bày ra 100 hướng đi khác biệt. Chỗ này có 4.800 bồ đoàn, 4.800 thiên quân đạo quân, dù tu luyện cùng một loại đại đạo pháp môn cũng sẽ diễn biến ra 4.800 loại khác nhau, mỗi người đều có thành tựu riêng. Nguyên thủy đại đạo của Giang Nam phân hóa ra 4.800 loại, khiến bọn họ nhìn thấy đại đạo của mình bên trong nguyên thủy đại đạo. Đây đúng là chuyện không thể nào. Các vị đạo hữu, đạo lý càng biến càng rõ. Hôm nay ta không chỉ khai đàn giảng pháp, cũng là để biện pháp với các đạo hữu đấy. Giọng Giang Nam ồm ồm cười nói. Các vị đạo hữu, mỗi người một đạo lý, hãy biện cùng ta đi. Nếu các người thắng ta,
trong mỗi một lĩnh vực của mình thì ta sẽ nhường lại Đại La Thiên và danh hiệu Thiên Tôn, tôn người đó làm Thiên Tôn. Giang Nam thốt lời này làm cho nhiều tồn tại tim đập nhanh. Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế cao giọng nói: Thiên Tôn, biện pháp chỉ là tiểu đạo, đạo hạnh luận chứng, cuối cùng vẫn phải xem thủ đoạn, phân biệt thắng thua, rốt cuộc cần đánh nhau mới nhận ra đạo hạnh của ai sâu hay cạn. Đám người Nguyên Dục Tiên Đế, Ngọc Kinh Vong Tỉnh Tiên Đế mắt lóe tia sáng gật gù. Giang Nam cười hỏi: Vậy ý của Thái Nhất đạo hữu là gì? Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế mỉm cười nói: Nói miệng không bằng chứng, dùng nắm đấm là hơn. Ngọc Kinh Vong Tỉnh Tiên Đế gật đầu nói: Luận đạo khó mà bày ra tu vi thực lực thật sự, chỉ có đạo pháp thần thông mới thể hiện bản lĩnh thật thôi. Giang Nam cười to nói: Được, Thái Nhất đạo hữu, Ngọc Kinh đạo hữu có khí phách như vậy, sao ta có thể không thành toàn. Nếu các vị đạo hữu có ý này thì cứ ra tay đi, ta bảo đảm đạo không ra Nguyên Thủy Đại La Thiên được. Thần thông của các ngươi sẽ không phá hỏng tiên giới ma giới đâu. Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế nhìn các đạo quân cổ xưa, Nguyên Dục Tiên Đế, Ngọc Kinh Vong Tỉnh Tiên Đế, mấy đạo quân nhẹ gật đầu. Trừ bọn họ ra, các thiên quân trẻ tuổi cũng hăm hở. Giang Nam chỉ tay một cái, vô số linh quang hiện ra trong Nguyên Thủy Đại La Thiên biến thành các Giang Nam ngồi xuống trước mặt 4.800 đạo quân, thiên quân. Những Giang Nam này do tiên thiên Nguyên Thủy linh quang biến thành, cùng tu vi đại đạo với 4.800 đạo quân, thiên quân. Đám người Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, Thiên Vi, Giang Tuyết Tình là người thân với Giang Nam, cũng có các Giang Nam đối diện, đại đạo đối ứng với bọn họ. Giang Nam cười nói: Mời các vị. Trên Đại La Thiên, 4.800 đạo quân, thiên quân trầm ngâm, từng đợt 3.000 đại đạo đan xen vô cùng huyễn lệ. Giây lát sau, có người chọn biện pháp. Đám đạo quân cổ xưa là Ngọc Kinh, Huyền Đô, Cản Nguyên, Hồng Đạo Nhân, Nguyên Dục Tiên Đế, Thái Nhất, toàn nghe tiên thiên đạo lý cao thâm khó dò. Nhưng với nội tình, kiến thức của bọn họ lại trong lĩnh vực mình am hiểu nhất, đương nhiên có thể biện pháp luận đạo với Giang Nam. Nhiều thiên quân khác mới mở miệng, chợt phát hiện không nói được. Giang Nam linh quang phân thân phía đối diện đã bày ra đạo và lý của bọn họ. Đám người trợn mắt há hốc mồm, ngồi thừ người. Có người bị sốc nặng, có người vắt óc suy tư làm sao sáng tạo đạo lý mới có thể luận đạo với Giang Nam được. Từ đây nhìn ra ngộ tính, tư chất và đạo tâm của mỗi người sâu cạn thế nào. Người bỏ cuộc đạo tâm không đủ, người tiếp tục tham ngộ đạo tâm đủ. Nếu có thể giảng ra một, hai phần đạo lý mới thể hiện ngộ tính cao hay thấp. Nếu không đủ ngộ tính thì tư chất có thể bù đắp được. Ví dụ đám người Định Quang, Long Ngạn được khai thiên khí vận công đức, gặp chỗ không hiểu liền sáng tạo hướng mới, tiếp tục luận đạo với Giang Nam. Gần một ngày sau, đa số thiên quân đã á khẩu, ngồi trên bồ đoàn chỉ biết nghe giảng. Có thiên quân chọn đánh nhau mới ra tay liền bị Giang Nam linh quang phân thân đè xuống, thần thông bị khắc chế, không dao động thần thông nào chuyển ra Nguyên Thủy Đại La Thiên được. Trong lớp thiên quân có nhiều thiên quân kỳ tài ngút trời, tu vi không bằng thế hệ trước, thế nhưng ngộ tính kinh người, mở con đường khác chống đỡ lâu hơn. Trong phe Giang Nam, người kiên trì lâu nhất là Đạo Vương, Băng Liên Thánh Mẫu, Linh Lung Tiên Quân, Giang Tuyết, Tịch Ứng Tình. Thế nhưng rất nhanh, Linh Lung Tiên Quân, Đạo Vương cũng á khẩu. Tiếp theo là Băng Liên Thánh Mẫu, không nói được nhiều đạo lý hơn. Giang Tuyết cùng Tịch Ứng Tình chống đỡ được lâu hơn. Lại qua một đoạn thời gian, Giang Tuyết không nói được gì, chỉ còn lại mình Tịch Ứng Tình. Tịch Ứng Tình ngộ tính xuất chúng, gặp cường liền mạnh, Bất Xá Thiên Công chứa nhiều đạo lý, sửa cũ thành mới, chỗ nào không hiểu thường sáng tạo ra lĩnh vực mới. Tư chất của Tịch Ứng Tình không bằng nhiều thiên quân đạo quân khác, thế nhưng ngộ tính thì hơn người, thành một trong số ít thiên quân chống được đến cuối cùng. Thiên quân có thể kiên trì đến bây giờ thường là có tên trong đại điện đạo quân quả vị, không nhiều, chỉ khoảng 100 người. Mỗi mình Tịch Ứng Tình là không có tên trong đại điện đạo quân quả vị, nhưng gã lại kiên trì đến bây giờ khiến người liếc nhìn. Lại qua một ngày, trong thiên quân những tồn tại có tư chất đạo quân không còn gì để biện. Bọn họ bị hạn chế cảnh giới, có thể mở đường đi khác đã là ghê gớm. Bọn họ không nghiên cứu đủ đạo lý sâu sắc hơn, chỉ có thể nghe giảng. Lúc này Nguyên Dục Tiên Đế, Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế, tồn tại rốt cuộc hành động thể hiện cảnh giới tiên thiên mà mình lĩnh ngộ, tấn công Giang Nam linh quang phân thân phía đối diện. Đại đạo ầm vang trong Đại La Thiên,
Thiên quân cổ xưa còn là đạo quân lĩnh ngộ ra tiên thiên, có thực lực thâm sâu khủng bố. Đại đạo chứa 3.000 đại đạo hoàn chỉnh, khi đánh nhau đương nhiên kinh thiên động địa, không tầm thường. Các đạo quân thi triển cảnh giới tiên thiên, lay động đại la thiên. Giang Nam linh quang phân thân phía đối diện bọn họ cũng thi triển cảnh giới tiên thiên, tương tự đối kháng lại. Mặc kệ bọn họ thần thông vô lượng, công kích không thể chuyển ra nguyên thủy đại la thiên được. Đạo quả của mấy vị thiên quân, đạo quân khác cũng không trúng tay vạ. Mấy đạo quân thiên quân giật mình, càn nguyên không kiềm chế được đứng dậy ra tay. Gã vừa hành động thì đám đạo quân như Khổ Hạnh Thiên Tôn, Linh Nữ, Đại Diễn Cổ Thần, Mông Tốn Đạo Quân, Tử Hạm cũng tấn công hướng Giang Nam linh quang phân thân ở trước mặt mình. Càng nhiều đại đạo, nhiều tiên thiên đạo cảnh thi triển, các thiên quân đạo quân say mê nhìn hoa cả mắt. Hồng đạo nhân vái hướng Giang Nam nói: "Phụ thần thứ lỗi, Hải Nhi xuất ruột vấn đạo." Giang Nam gật đầu, Hồng đạo nhân cũng tấn công Giang Nam linh quang phân thân, xác minh Hồng Mông tiên thiên. Sau khi Hồng đạo nhân hành động, quân đạo nhân La Hầu La, Ma Đế, Kế Đô Ma Đế, Giang Tuyết Tình cũng không ngồi yên, đứng lên vái Giang Nam rồi công kích. Bể Ngạn nương nương, 16 đạo quân trong thiên môn, Thánh Ma, Quỷ Nhung, Lê Hoa cùng ra tay. Ma Kha Thiên Quân do dự một lúc, nhìn Đạo Tạng đạo quân, hai người cũng cùng công kích. Trung Thiên nhìn Phục Xá, Đinh Linh, ba người gật đầu lao lên. Những thiên quân đã bỏ cuộc thế vậy thì cũng công kích, bao gồm Đạo Vương, Lạc Hoa Âm, Tịch Ứng Tình, Giang Tuyết, dùng thần thông xác minh đạo pháp của mình. Đến bây giờ, người không công kích Giang Nam chỉ còn lại mình Thiên Vi, nhưng nàng cũng dùng dịch. Thiên Vi cười nói: "Lão gia thứ lỗi." Thiên Vi vỗ trưởng công kích Giang Nam, linh quang phân thân trước mặt nàng. Nguyên Đại La Thiên, 4.800 thiên quân, đạo quân, thiên quân như Thiên Vi cùng công kích. 4.800 Giang Nam, linh quang phân thân nghênh chiến với mọi người. Các loại thần thông, đại đạo, các loại linh quang, các loại tiên thiên đạo cảnh vô cùng chói mắt. Lúc này, từng khí thế cực kỳ hùng hồn giáng xuống. 7 đạo quân cổ xưa, phong cách căn mặc thời đại tiền sử cũng đi đến Đại La Thiên. Đạo quân tiền sử khom người nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn, mời quần hùng thiên hạ đến Đại La Thiên dự hội, không biết có bao gồm đạo quân điện ta không?" Trên Đại La Thiên, 4.800 thiên quân đạo quân rung động dương mắt nhìn. 7 đạo quân vô cùng cổ xưa đã leo lên Đại La Thiên. Khí thế, đại đạo của bọn họ khác hẳn với tiên đạo, còn giữ lại đạo vận tiền sử. Khí thế của mỗi một đạo quân không thua gì Nguyên Dục Tiên Đế. Thiên Hy Thánh Nhân nhỏ giọng nói: "Trong đạo quân điện, các đời đạo quân cường đại nhất được gọi là tôn, rốt cuộc cũng rất thế. Hơn nữa một lần ra 7 đạo tôn." Trọng Hòa đạo tôn đến từ đạo quân điện mỉm cười, thanh âm vang vọng không dứt: "Đạo không ra được Nguyên Thủy Đại La Thiên sao? 7 năm xương giả chúng ta rất muốn thử một lần, xem coi có thể phá đạo cảnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn hay không. Mong Thiên Tôn thành toàn." Đám đạo quân chuyển thế như Nguyên Dục Tiên Đế, Mông Tốn Đạo Quân, Thiên Hy Thánh Nhân lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Theo như bọn họ biết thì đạo quân của đạo quân điện ít khi nào can thiệp đến các thể đại vận chuyển. 7 đạo tôn đạo quân điện giáng lâm Đại La Thiên là lần đầu tiên từ xưa đến nay. Nghe ý của đám người Trọng Hòa đạo tôn thì bọn họ đến là muốn luận đạo với Giang Nam, thử xem có thể phá Nguyên Thủy Đại La Thiên được hay không. Đạo không ra khỏi được Nguyên Thủy Đại La Thiên được. Tuy Giang Nam được tôn làm Nguyên Thủy Thiên Tôn, thời đại tiên đạo công nhận hắn là Thiên Tôn, thế nhưng câu đó khá lớn lối. Chỉ một câu, đạo không ra Nguyên Thủy Đại La Thiên được, còn ngông hơn bất cứ lời lẽ hùng hồn nào trên đời này. 4.800 thiên quân, đạo quân không phục, nhưng đạo quân điện cao cao tại thượng, ở ngoài trần thế, tại sao lại nhập thế, cũng đến góp vui đây. Đa số thiên quân không biết đạo quân điện, dù gì cũng là thế hệ trẻ, ít khi biết lịch sử trước khi tiên giới hoàn toàn mở mang, chứ nói gì đến đạo quân điện bí ẩn đây. 7 vị đạo hữu từng giúp ta trải con đường đi thông đến thông thiên các, xem như có sâu xa với ta. Giang Nam lòng máy động, 7 bộ đoàn xuất hiện cười nói: "Mời 7 đạo hữu ngồi, chúng ta lĩnh giáo 1-2 đi." Nguyên Dục Tiên Đế rung động: "Nguyên Thủy Thiên Tôn định luận đạo so đấu với 7 lão quái vật này sao?" Kiếp trước, Nguyên Dục Tiên Đế là vạn vật đạo tổ, thiên tâm, thiên bảo, không chỉ một lần đi đạo quân điện, tiếc nuối là không được chọn, không có duyên vào trong.
nhưng Nguyên Dục Tiên Đế nhận biết một số tồn tại cổ xưa trong đạo quân điện. Trong 7 người, Nguyên Dục Tiên Đế từng thấy mặt Trọng Hòa Đạo Tôn, Hoàng Tân Đạo Tôn và Cửu Tư Đạo Tôn. Nguyên Dục Tiên Đế thầm nghĩ, có thể vào trong đạo quân điện toàn là đạo quân lĩnh ngộ ra tiên thiên. Năm xưa ta không được vào trong cũng vì không lĩnh ngộ đến cảnh giới tiên thiên. Trọng Hòa Đạo Tôn, Hoàng Tân Đạo Tôn, Cửu Tư Đạo Tôn toàn là tồn tại vô cùng cổ xưa bên trong đạo quân điện, sớm đã lĩnh ngộ ra tiên thiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn mạnh thật, thế nhưng chỉ có thể xưng là thiên tôn trong thời đại tiên đạo, tu vi vẫn còn là tiền kỳ đạo quân, cùng lắm gần đến trung kỳ. 7 lão quái vật này toàn là đỉnh đạo quân, so với bọn họ thì Nguyên Thủy Thiên Tôn thiếu một chút nội tình, huống chi hắn định một lúc đối kháng với 7 lão quái vật sao? Nguyên Dục Tiên Đế không xem trọng Giang Nam. Giang Nam đối kháng với toàn bộ 4.800 thiên quân đạo quân, làm được đạo không ra khỏi Nguyên Thủy Đại La Thiên. Thế nhưng dù gì cảnh giới tu vi không bằng đám người Trọng Hòa Đạo Tôn, Hoàng Tân Đạo Tôn, Cửu Tư Đạo Tôn, từ cảnh giới đã phải chịu thiệt. Cộng thêm 7 lão quái vật đặt chân vào cảnh giới tiên thiên đã không biết bao nhiêu lâu, là tu hành trong đạo quân điện, thánh địa của đạo quân. Nguyên Dục Tiên Đế công nhận Giang Nam rất mạnh, nhưng hắn sẽ không đấu lại mấy đạo tôn này. Đám người Trọng Hòa Đạo Tôn, Hoàng Tân Đạo Tôn, Cửu Tư Đạo Tôn cùng ngồi xuống. Trọng Hòa Đạo Tôn buồn cười nói, ta cũng trải qua năm tháng cuồng vọng như vậy, tự cho là ngộ ra tiên thiên đạo cánh thì không sợ gì nữa, đã là vô địch cõi đời này. Sau này chịu thiệt, thấy núi cao thật sự mới bớt ngạo đi một chút đã. Hôm nay Nguyên Thủy Thiên Tôn chịu khổ, thấy núi cao như chúng ta chắc sẽ học được khiêm tốn một chút rồi, không dám tự xưng là thiên tôn. Hoàng Tân Đạo Tôn gọi Giang Nam là Đế Giang Tiểu Hữu, Trọng Hòa Đạo Tôn kêu hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai người xưng hô khác nhau nhưng có ý trêu đùa, cười nhạo Giang Nam nhỏ tuổi, mỉa mai hắn ngông cuồng tự phụ. Giang Nam chỉ mỉm cười, 7 linh quang bay ra khỏi người, đáp xuống đất, biến thành 7 Giang Nam linh quang phân thân. Nguyên Thủy chi khí ùa đến, dung nhập vào 7 phân thân. 7 phân thân Giang Nam đồng thanh kêu lên, mời. 7 đạo tôn liếc nhau, cười cười, bình tĩnh và ung dung. Hoàng Tân Đạo Tôn cười to nói, đừng vội, đừng vội, đã là luận đạo biện pháp với nhau, vậy làm theo quy định của Đại La Thiên, tránh cho các tiểu bối ở đây cười nhạo chúng ta, nói lão tiền bối đạo quân điển cậy già lên mặt, không giữ quy định. Lần này chúng ta đến đây không phải cậy già, các ngươi thấy có đúng không? Đúng rồi, mấy vị đạo hữu, chúng ta cứ làm theo quy định Đại La Thiên đi, trước biện pháp luận đạo với hắn, để hắn biết trời cao đất rộng rồi mới ra tay, cho hắn mở mắt ngoài trời có trời. 7 đạo tôn lấy đạo quả ra, một đạo tôn cười nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, hãy lấy đạo quả của ngươi ra đi, nếu ngươi chỉ dựa vào đạo âm trong Đại La Thiên thì không thể luận đạo với chúng ta được, chỉ khi ngươi lấy đạo quả của mình ra mới có vốn liếng luận đạo cùng chúng ta. Giang Nam cười lắc đầu nói, ta đã tu luyện tới trình độ không cần đạo quả, ngươi kêu ta lấy đạo quả ra thì làm khó ta rồi. Giang Nam cũng không nói khoác, tu luyện đến cảnh giới đạo quân lại trở về từ tương lai. Mấy năm nay hắn tu luyện cộng thêm chiến đấu cùng Tịch Diệt đạo nhân, Vô Cực Thiên Tôn, trong người đã không chia ra đạo quả, nguyên thần, thần hồn hay thân thể, tất cả đã hòa vào nhau. Giang Nam luyện đạo quả của mình thành không, chỉ còn lại Nguyên Thủy Đại Đạo. 7 đạo tôn không tin, cho rằng Giang Nam cố ý lòe thiên hạ. 7 người nhìn nhau, đạo quả phát ra đạo âm đinh tai nhức óc, áp chế mấy đạo âm khác trong Đại La Thiên. 7 đạo tôn ỷ vào tu vi đỉnh đạo quân, 7 đạo quả vừa ra, thoáng chốc đạo quả của 4.800 thiên quân đạo quân trôi nổi trên bầu trời liền ngừng bặt. Đây chính là sáng đòn phủ đầu. Các thiên quân dao động hơi thở, có người đạo quả nứt ra, bọn họ vội vàng thu đạo quả về, lòng vừa kinh sợ vừa bất bình. Giây lát sau, trong Đại La Thiên chỉ còn đạo quả của đạo quân là an toàn. Trọng Hòa Đạo Tôn liếc qua, thấy mấy đạo quân như Cản Nguyên, Nguyên Dục Tiên Đế, Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế vẫn đang đánh nhau với Giang Nam linh quang phân thân, xác minh đại đạo, ý định đánh ra Nguyên Thủy Đại La Thiên, phá câu nói đạo không ra Nguyên Thủy Đại La Thiên được. Trọng Hòa Đạo Tôn lắc đầu nói, sao các ngươi không dừng tay để Nguyên Thủy Thiên Tôn tập trung tinh thần đối kháng với 7 nắm dưng già chúng ta đấy? Đám người Nguyên Dục Tiên Đế làm ngơ như không nghe thấy. Thái Nhất Đạo Quân bỗng cười khẩy nói, chúng ta đang luận đạo, đắc đạo có trước có sau,
nhưng đạo thì không trước sau gì cả. Nếu các người có bản lĩnh gì thì hãy đánh bại Nguyên Thủy Thiên Tôn đi, còn không có bản lĩnh hãy cút ra góc chơi đi. La Hầu La Ma Đế cười to nói: Hay, nói rất hay, nói rất sảng khoái. Nếu lão tử cũng tu luyện mấy thể đại, mấy trăm ức năm, thì lão tử một bàn tay có thể đập chết sáu đạo tôn gì gì đó rồi. Thái Nhất đạo hữu à, người có biết tại sao ta một bàn tay có thể đập chết sáu tên hay không? Bởi vì một bàn tay của lão tử chỉ có sáu ngón thôi. Nếu có bảy ngón, tức là đập chết bảy tên rồi. Các đạo tôn sắc mặt âm trầm. Đám đạo quân thế hệ trước như Thiên Hy Thánh Nhân, Viên Thái Lão Nhân nhíu mày, cảm thấy La Hầu La Ma Đế kỳ cục. La Hầu La Ma Đế vô pháp vô thiên, nếu chọc giận đám người Trọng Hòa đạo tôn, bảy lão quái vật tức giận thì gã sẽ chịu thiệt nhiều. Lúc này đám Trọng Hòa đạo tôn, Hoàng Tân đạo tôn, Cửu Tư đạo tôn không rảnh để quan tâm đến La Hầu La Ma Đế, vì bên tai bọn họ vang lên đạo âm. Mấy đầu đám đạo tôn cũng không quan tâm, bọn họ nghe đạo âm chỉ là một phần tiên thiên đạo cảnh của mình. Nhưng trong thời gian ngắn, đạo âm cao sâu hơn ập đến, buộc các đạo tôn phải tập trung hết sức chấn động đạo quả đạo âm đối kháng với đạo âm của Đại La Thiên. Bảy đạo tôn lòng rung động, bọn họ nghe đạo âm giống nghi như tiên thiên đạo cảnh đã tu luyện ra, chỉ hơi khác biệt một chút là tiên thiên đạo cảnh chứa trong Nguyên Thủy Đại La Thiên. Bảy đạo tôn vẫn chẳng chề tự tin, bọn họ tự tin mình mày mò nghiên cứu đạo cảnh của mình mấy trăm ức năm, tạo nghệ trên cả Giang Nam, qua cách này làm hắn á khẩu. Nhưng theo thời gian trôi qua, nhiều đạo và lý trong đạo âm không ngừng được hiện ra. Bảy đạo tôn giật mình, càng lúc càng vất vả, chán dịn mồ hôi lạnh. Ngày hôm nay, đạo quân giao đấu với Giang Nam, linh quang phân thân ít hơn 10 người. Sau khi thất bại, mười mấy đạo quân ngồi xuống, vẫn lấy đạo quả ra, nghe Giang Nam giảng đạo. Ngày thứ ba, lại có hơn 10 vị đạo quân thất bại. Ngày thứ tư, đám người Khổ Hạnh giáo chủ, Mông Tốn đạo quân lần lượt thất bại. Chỉ còn lại Nguyên Dục Tiên Đế, Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế, Trung Thiên Phục Xá, Đinh Linh, Ma Kha Thiên Quân. Có thể kiên trì đến bây giờ toàn là đạo quân, còn là tồn tại rất lợi hại. Ma Kha Thiên Quân là thiên quân mà có thể nương theo tịch diệt tiên thiên tranh đấu với Giang Nam, linh quang phân thân lâu như vậy cũng đã rất hiếm hoi. Đến ngày thứ năm, Ma Kha Thiên Quân thua, Trung Thiên Phục Xá, Đinh Linh cũng gục ngã. Ngày thứ sáu, Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế, Nguyên Dục Tiên Đế lần lượt thất bại. Trong Đại La Thiên không còn ai ra tay. Đám người ngồi trên bồ đoàn nghe Giang Nam giảng đạo. Giang Nam chưa mở miệng thế nhưng mọi người tự được đạo diệu, rất là kỳ lạ. Ngẫu nhiên có người chú ý đến bảy đạo tôn là Trọng Hòa đạo tôn, Hoàng Tân đạo tôn, Cửu Tư đạo tôn, thấy bọn họ sắc mặt âm trầm. Có người mặt già vàng vọt, có người đỏ mặt tía tai, lại có người sắc mặt xanh mét, có người mặt đen như đít nồi. Biện pháp đến bây giờ bảy đạo quân cũng đã kiệt sức. Ta cứ nghĩ đạo quân của đạo quân điện mạnh mẽ dữ lắm cơ, sống mấy trăm ức năm, sống qua nhiều thời đại, rốt cuộc cũng chỉ ngang ngửa với chúng ta là cùng. La Hầu La Ma Đế cười nói với Hồng đạo nhân: Đại ca, ta cá là bảy lão già này sẽ không qua nổi ngày thứ bảy đâu. Hồng đạo nhân từ chối nói: Ta không cá đâu, cá người sẽ thua chắc thôi. La Hầu La Ma Đế khó chịu nhìn hướng Quân đạo nhân rồi tự lắc đầu. La Hầu La Ma Đế biết cái tên chất phác kia sẽ không cá cược với gã, bất giác nhìn hướng Kế Đô Ma Đế. Kế Đô Ma Đế cũng nhìn lại La Hầu La Ma Đế. La Hầu La Ma Đế định đề nghị đánh cuộc một phen, đột nhiên nhớ ra Kế Đô Ma Đế lừa gạt gã nhiều năm, thân phận là nhi tử của Giang Nam. La Hầu La Ma Đế giận dỗi thu tầm mắt về. La Hầu La Ma Đế thầm nghĩ: Lão tử không thèm tự đưa lên cửa dây dưa với ngươi. Ngươi muốn làm huề với ta thì phải nhận lỗi trước kìa. Nếu không lão tử sẽ mặc kệ ngươi, chẳng những phất lờ ngươi mà còn chuốc thêm rắc rối cho ngươi nữa kìa. Đến ngày thứ bảy, trong bảy thể đại của đạo tôn không còn phát ra đạo âm nữa. Cả đám không còn gì để biện luận, á khẩu mà ngồi nghe giảng. Kính thưa quý vị, tập của ngày hôm nay chúng ta đã hết rồi. Như vậy là bây giờ là đang là chương 2797, 122 chương nữa, tương đương với cứ 7 chương một tập thì khoảng 14-15 tập nữa, tầm khoảng 4 ngày nữa là hết chuyện. 4 ngày nữa hết chuyện rồi các bạn ạ.
cũng đi được một đoạn đường khá xa, mấy tháng trời mới hết được bộ này. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Và các bạn muốn mình đọc bộ nào thì các bạn cứ comment tên truyện, tên tác giả dưới bình luận để mình tổng hợp cho mình xem xét. Bộ nào hay, bộ nào đáng đọc thì mình sẽ đọc cho mọi người nghe. Mình sẽ đọc hai bộ ở hai kênh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.